Quất ngay. Chương trình mới, mua 2 tặng thêm 1 áo bất kỳ. Áo phông One Piece xăm soi, mẫu mới về bà con ơi. Nhanh tay nào, link dưới phần mô tả nhá. Hello hello, năm hết Tết đến. Xăm soi chúc anh em thuận buồm xuôi gió, thuận gió xuôi trèo mát mái mọi người nhá. Để mở hàng cho một năm mới 2022 hứa hẹn là rực con nhà bà sớ. Mình sẽ lựa chọn những câu hỏi thú vị cũng như là bắt chèn nhất hiện nay. Một video dài thơn thượt giúp cho anh em có được bữa cơm vị thần ngon lành. Số hỏi đáp lần này sẽ tập trung khá nhiều vào băng ngũ dơm và một vài vấn đề anh em khá quan tâm về Ace, Sabo hay là Kaido. Liệu rằng hai người anh trai của Luffy sẽ có kết cục giống y hệt nhau hay là Kaido có bị chính quyền bắt giữ khi ác Wano kết thúc? Ok, mời anh em cùng với Xăm Soi đến với góc hỏi đáp 26. Let's go! Đầu tiên là comment của bạn Tuấn Anh Nguyễn. Anh ơi, liệu Luffy có thể gặp lại Dragon sau khi đánh bại Tứ Hoàng Kaido không ạ? Mong được lên TV. Chào bạn Tuấn Anh, rất may mắn cho bạn là người mở hàng số hỏi đáp đầu năm mới. Hy vọng là đầu xuôi đuôi sẽ lọt. Luffy gặp Dragon, một điều gần như là chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thời điểm Kulu hạ gục Tứ Hoàng Kaido trở thành mối đe dọa khổng lồ với chính quyền. Lúc này khá là thích hợp để cha con họ gặp lại nhau. Mình vẫn đặt niềm tin lớn quân cách mạng sẽ đến Wano Quốc, ít nhất là các chỉ huy Đông Tây Nam Bắc. Họ sẽ liên kết băng mũ rơm thông qua mối quan hệ với Sabo, nhờ vậy mà Luffy biết được tình trạng của anh mình. Khi ấy, mâu thuẫn dâng lên đến đỉnh điểm, băng mũ rơm cùng với quân cách mạng sẽ phải đến Marie Joyce để đòi cho được thằng anh Sabo về. Đây cũng là lúc hai cha con nhà họ Khỉ tái ngộ nhau, qua đó cũng tiết lộ một số bí ẩn xung quanh lý do tại sao mà Dragon quyết định bỏ lại đứa con mang nặng đầy đau mà vứt áo ra đi hành nghề cách mạng. Tiếp theo là comment của bạn Khoa mùng 8 tháng 3. Đầu tiên, em muốn gửi anh một lời chào và cho em hỏi một câu thôi ạ. Câu 1, nếu Luffy đánh 1v1 với Kaido mà không có Lo, Kid, Yamato giúp trong tình trạng cả hai đầy sức thì khả năng ai sẽ thắng anh? Hello hello, chào bạn, có một nickname khá là chất, Khoa mùng 8 tháng 3. Biết sinh đúng ngày thế cơ à? Ok, sau đây là phần trả lời của mình. Sẽ ra sao nếu như Luffy 1v1 với Kaido từ đầu trận chiến? Dễ thôi, nhìn cái cách cậu vô cùng chật vật đánh nhau với Tứ Hoàng Bách Thú, trong khi nhờ sự trợ giúp biết bao người huynh đệ, rồi cả kiểu hộp bao, lẫn thằng con trai của địch. Thế mà, phải rất khó khăn lắm Luffy mới khiến cho Kaido cảm thấy hưng phấn. Điều đó cho thấy giả sử từ đầu trận, giống như bao ác khác, Kulu bật chế độ một mình quẩy hết, cậu sẽ nắm chắc trong tay đến 99% tỷ lệ chiến thắng. Cơ mà là chiến thắng trong lòng người hâm mộ mà thôi. Lúc đó, người ta sẽ nhớ về Luffy như một thanh niên quả cảm, dám đo gan cùng với cả sinh vật mạnh nhất hành tinh. Nói không phải là chế, đó gọi là không biết lượng sức mình. Dù cậu có học được 3 loại haki cấp cao, chấp luôn cả bật gear 5, nhưng mà khó lòng ăn nổi Kaido khi ông ta đang trong tình trạng full mana, chứ không giống như bây giờ. AT Tứ Hoàng. Chào Ed, cho em hỏi hai câu ạ. Câu 1, sau khi kết thúc Wano thì Zoro và Sa sẽ đánh một trận quy mô lớn hay là tấu hài thôi ạ? Câu 2, theo anh sau khi Luffy trở thành vua hải tặc, liệu Luffy có chết để kết thúc thời đại không ạ? Luffy mà chết thì ở Nhật sẽ có ngôi nhà sáng nhất đấy chứ ạ? Điều bạn thắc mắc đầu tiên cũng là vấn đề mà nhiều anh chị em cô bạn dì chú thím đặt ra ở cuối Onigashima. Liệu rằng pha tấu hài mồm nhanh hơn não của anh ba có để lại một hậu quả khôn lường hay không? Zoro sẽ giữ lại lời hứa, xin nhẹ cái mạng của Sanji nếu như anh ba có dấu hiệu không thể xác nhận bản thân không phải là robot. Bác Oda chưa bao giờ bỏ sót những chi tiết dù là nhỏ nhất. Ấy vậy, câu nói của Sanji lại mang một mức độ tương đối quan trọng. Mình tin rằng ông không đùa đâu, sẽ có biến cố gì đó xảy ra khi cả hai gặp lại nhau sau khi cùng lúc hạ gục được hai tên Okaban khó nhằn. Chưa dám chắc đó là một trận solo đúng nghĩa hay đơn giản là Zoro sẽ chọc ghẹo anh ba các kiểu. Anh em có muốn Oda tiên sinh cho hai người họ thực sự là phân tài cao thấp không? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn câu thứ hai của bạn thì khá là dark đấy. Có lẽ bạn đã liên hệ trường hợp của vua hải tặc đời trước, Roger mắc chứng bệnh nan y khó trị. Theo những gì Luffy gặp phải, cậu cũng chưa có dấu hiệu tương tự khi mà từ lúc mũ rơm sang số 2, 3 rồi đến 4. Cậu thừa nhận những kỹ năng đó hao tốn một sức khỏe tương đối. Nhờ có sức ăn cực khỏe nên chúng ta bị che mờ đi tác hại của việc sử dụng gear quá nhiều. Với lại, Luffy đã mất đi hơn 20 năm tuổi thọ
sau hai lần nhờ vả Ivankov tiêm liều hormone kích thích. Đó cũng là một nguyên nhân khá quan trọng có thể dẫn tới điều tồi tệ sau này. Sau cùng, ít nhất là cậu cả nhà Monkey phải hoàn thành tâm nguyện của mình và tận hưởng kết quả của một chặng đường dài. Nếu đen đủi, cậu mắc phải một chứng bệnh vô phương cứu chữa nào đấy, không loại trừ khả năng Lo sẽ dùng năng lực của trái OPOP để chữa trị cho người bạn của mình. Tuy nhiên, kết cục tốt nhất vẫn là Luffy chấp nhận số mệnh của thiên tử mang trong mình, sử mệnh ký tự đi. Thà là ra đi trong ký ức đẹp, còn hơn là sống bằng sự hy sinh của thằng cốt của mình. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân S. Anh em có thể tham khảo thêm nhiều giả thiết khác nhá. Lê Cường, Hancock có tự hóa đá chính mình được không ạ? Câu hỏi tưởng dễ mà lại không dễ chút nào. Nhiều khả năng là Hancock không thể tự hóa đá chính mình, bởi vì năng lực này chỉ tác dụng với cả những kẻ nảy sinh ý định đối bại, hoặc ít nhất nếu có là theo phương thức gián tiếp. Năng lực của Boa thì nhìn khá giống với cả trái Noro Noro của cáo bạc Foxy. Chúng ta thấy ông ta không thể tự làm chậm bản thân. À, thực ra thì đâu có ai khở đến nỗi tự dưng stun để kẻ thù có cơ hội. Nhưng khi nó bị phản chiếu vào tấm gương, cơ thể của Foxy sẽ bị tác dụng tương tự. Như vậy có thể suy ra, biết đâu khi hình trái tim Mero Mero bị phản chiếu, Hancock sẽ tự hóa đá chăng? Ai mà không yêu chính mình đúng không anh em? Hơi chốc một tí thôi, lúc đấy ai sẽ là người giải thuật chú đấy? Chịu! Cơ mà, nếu được sở hữu Hancock bị hóa đá trong 24 giờ, anh em sẽ làm gì nhỉ? Tò mò quá. Angel, Ad cho em hỏi. Câu 1, tiềm năng đầy đủ đằng sau sự thức tỉnh của trái ác quỷ là gì? Câu 2, cậu bé Joy là ai? Mong anh xăm soi đẹp dài trở lên TV. Thức tỉnh trái ác quỷ nghe thì có vẻ là khá kinh. Ấy thế nếu mà anh em để ý, thì các nhân vật thức tỉnh trước đây đều bị ăn hành cho ngập mồm. Đánh thức con quỷ dữ đồng nghĩa là chủ nhân sẽ nhận lấy một nguồn sức mạnh to lớn, tăng cường chỉ số tấn công lẫn phòng thủ. Tuy nhiên, theo lời của Lo và Kid, khi tiến vào trạng thái này, thể lực của họ đi xuống đáng kể. Những người dày dặn kinh nghiệm như là Katakuri hay là Doflamingo cũng chỉ cầm cự được trong khoảng thời gian tương đối trước khi bị Luffy đánh bại. Nhìn chung thì đây là một con dao hai lưỡi, không phải cứ thức tỉnh trái ác quỷ là hay, quan trọng là duy trì được nó trong bao lâu. Năng lực này nên được dùng cho những trận chiến sống còn, ra đòn kết liễu đối phương, nếu không sẽ chịu ảnh hưởng ngược lại, suy mòn thể lực. Câu số 2, Joy Boy là ai? Một câu hỏi quen thuộc nhưng mà không phải ai cũng nắm rõ được tượng tần. Nghe thì nhiều thật đấy, nào là Oden, Roger, rồi cả Kaido cũng nhắc đến Joy Boy. Sau đây là một vài thông tin cần biết về cổ nhân bí ẩn này. Ông ấy sống cách đây ít nhất là 900 năm, được nhắc đến trong đoạn văn tự ghi trên tấm Poneglyph tại đảo trời, đảo người cá và ở Raftel. Ông sống vào thời thế kỷ trống, tất cả lịch sử bị giấu đều được Joy Boy ghi chép lại ở hòn đảo cuối cùng. Ông có một lời hứa chưa thể thực hiện được với công chúa người cá cổ đại. Tương truyền, Joy Boy là chủ nhân thật sự của kho báu One Piece. Chính ông đã để lại nó cho đời sau khám phá. Không lạ gì nếu nhân vật bí ẩn này cũng thuộc dòng tộc đi và Joy Boy chỉ là nickname gọi cho vui. Vai trò của ông ấy dạo gần đây đã được xì nhàn khá là nhiều. Đầu trận chiến trên nóc lâu đài, Kaido đã từng đánh giá Luffy không phải Joy Boy. Trong hồi tưởng của King, hắn ta mong đợi Kaido có thể trở thành một nhân vật huyền thoại như sử sách ghi lại trong tộc thần của hắn. Đấy chỉ là một số thông tin cơ bản. Chắc chắn, danh tính của Joy Boy sẽ tiếp tục được hé lộ trong tương lai khi mà bí mật về One Piece đang dần dần được lật mở. Quốc Hùng Nguyễn, cho em hỏi, câu 1, nếu A còn sống thì tiền truy nã sẽ là bao nhiêu ạ? Câu 2, hiện giờ thì Zoro có thể ngang trình với một đô đốc không ạ? Mong mẹ trả lời. Nếu như mà A còn sống, chúng ta sẽ có dịp tái ngộ bộ ba xỉu nhi bá đạo ngày nào, ASL. Anh từng là người mạnh nhất trong nhóm, và mình tin dù Sabo có được Dragon huấn luyện, sức mạnh của A vẫn không hề thua kém. Mình sẽ làm một video riêng về những lý do A bị đánh giá thấp hơn thực lực cho anh em tham khảo. Trở lại vấn đề, số tiền truy nã dành cho Hỏa Quyền ở thời điểm anh đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội 2 là 550 triệu belly. Một con số là khá khiêm tốn nếu như so sánh với chỉ huy số 2 bên dưới các tứ hoàng khác. Trong khi đó, Marco có tiền thưởng là 1 tỷ 374 triệu belly, khoảng cách rất là chênh lệch. Điều đó được giải thích là bởi vì A mới chỉ ra khơi vỏn vẹn vài năm. Cái đầu định giá như thế thì tính ra khá là cao rồi đấy. Nếu như anh may mắn sống sót, không vì mấy lời khích tướng của Akainu mà quay lại ăn thua đủ, thì biết chừng A sẽ tăng tiến rất nhiều cả về sức mạnh lẫn tiền truy nã. Cộng thêm việc danh tính con trai vô hải tặc bị bại lộ, nhân tố chủ chốt gây ra sự thất thoát trầm trọng bên phía tổng bộ. 500 triệu có thể gấp đôi lên cũng là một điều có thể dự đoán được.
Anh em nghĩ sao về A truy đã hơn 1 tỷ khi anh thoát khỏi Marineford? Về vấn đề Zoro có ngang một đô đốc thì khá là khó nói. Anh ta đánh bại Okaban mạnh nhất 1 tỷ 390 củ. Điều đó chứng minh thực lực của đầu tàu hiện tại không thể xem thường. Nhưng xét về kinh nghiệm, đây vẫn là điểm thua thiệt nhất khi chiến đấu với đô đốc, những người có thừa sự lão luyện và nhạy bén để đương đầu với hải tặc. Dù sao, Zoro cũng mới tròn 21 cái xuân xanh, khó nói là ngang cơ một đô đốc hải quân được. Bù lại, Zoro có sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tài năng kiếm thuật của anh cũng phát triển rất nhanh chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Không mấy chốc, chúng ta thấy phò mã Kozuki sắp sửa đạt đến trình độ sử dụng hắc kiếm, méo đùa được đâu. Thế nên, ở đẳng cấp hiện tại, mình nghĩ Zoro hoàn toàn có thể làm khó được một đô đốc trong một trận đấu solo, ít nhất là không dễ dàng gì bị hạ gục. Trong tương lai, khi đạt được trình độ của sư phụ Mihawk hoặc là gần với mức đó thì câu chuyện sẽ trở nên khác bọt hoàn toàn. Tài tấn. Hai đàn em của Zoro đã không xuất hiện cả ngàn chắp rồi, không biết là sức mạnh hiện tại như thế nào và có xuất hiện trở lại trong tương lai hay không? Đây là một câu hỏi khá là thú vị đấy nhở. Ở phần biển Đông, Zoro từng thu nạp hai thằng khứa côn đồ bằng cách bón hành cho họ. Từ đó, Johnny và Yosaku luôn kêu thanh niên mang ba thanh kiếm là đại ca, hết mực tôn thờ. Hai đàn em từng có thể xuất hiện trở lại trên màn ảnh ở phần tiền thưởng băng mũ dơm được công bố sau Ad Restosa. Lúc đấy, họ cơ bắp và cường tráng hơn rất nhiều. Trong tương lai, mình nghĩ là họ vẫn sẽ tái ngộ Zoro thôi, nhưng mà là ở phần đoàn tụ gia đình. Tất nhiên, chỉ đóng vai trò cameo thêm chút muối cho bộ truyện mà thôi. Son Goku đi Naruto. Anh ơi, cho em hỏi, câu 1, sao mấy cái video của anh lại có cái giọng lạ khắp vậy? Mà thôi kệ, nghe hoài cũng nghe quen thôi. Câu 2, anh thấy sao Killer Bee trong Naruto và Queen trong One Piece hợp tác đúng luôn, chuẩn không cần chỉnh? Thì như mình đã thông báo khá lâu, sắp tới kênh xăm soi sẽ có một giọng voice khác, hơi lạ tí, nhưng anh em rồi sẽ quen thuộc thôi. Vì một chút vấn đề về sức khỏe cũng như là công việc cá nhân, thành viên giữ vị trí đọc voice của team sẽ tạm thời vắng mặt, chỉ là tạm thời trong khoảng thời gian này thôi. Anh em đừng quá lo lắng, khi mà mọi thứ ok, bạn ấy sẽ trở lại đồng hành cùng với băng xăm soi. Anh em nhớ ủng hộ cho thành viên mới của chúng ta nhé, để voi mới có thêm động lực phục vụ mọi người. Câu 2, về chuyện hợp tác của Killer Bee bên Naruto và Queen One Piece, thực chất thì giao kèo này đang trong tầm nhìn rồi anh em ạ. Hai rapper đình đám đến từ giới underground hứa hẹn sẽ phá đảo thế giới ảo, cùng trông chờ màn feature kết hợp sản phẩm MV đầu tiên của họ. Bonus thêm, kinh phí được tài trợ bởi phía trưởng xăm soi của bọn mình. Hayasaki Ryohei. Anh xăm soi cho em hỏi, câu 1, tại sao lính hải quân lại không biết Dragon là con gáp cho đến khi được tiết lộ tại Water 7? Câu 2, sau Aquano, Zoro với Sabo thì ai thắng ạ? Câu chuyện danh tính của Dragon không được tiết lộ trong giới hải quân cũng tương đối dễ hiểu thôi. Là con trai ruột của Gáp, anh hùng lực lượng lính biển, nếu mà để do gì chuyện Dragon quay xe trở thành thủ lĩnh của cách mạng, đối đầu trực tiếp với cả chính quyền thế giới, điều đó không hay ho một tí nào. Chưa kể đến giả thuyết ông ta từng giữ chức vụ cao trong hàng ngũ hải quân, đô đốc chẳng hạn, thế nên nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến danh tính của tổng bộ. Tất nhiên là chỉ có những người lãnh đạo như các đô đốc, thủy sư hay những người bạn của Dragon như Smoker mới biết được điều đó. Thế nên, lúc Gap tiện mồm tiết lộ con trai mình, tổ đội ông dẫn dắt mới sử dụng đến vậy. Cơ mà cuối cùng thì ông nội Luffy lại chốt một câu nghe thật là cảm lạnh. Thôi thì mọi người quên hết những gì ta nói đi nhá. Ý thứ hai, so sánh sức mạnh của Sabo với Zoro sau Aquano, thực sự là không đơn giản một tí nào. Zoro là con cưng tóc xanh, tất nhiên sẽ được ưu ái hơn con ghẻ tóc vàng Sabo rồi. Sau Wano, sức mạnh của đầu tảo còn vươn lên một tầm cao mới, trở thành top đầu chỉ huy số 1. Nói về sức mạnh, có thể là họ ngang nhau, xem không có khác biệt, nhưng mà mình đánh giá Sabo nhỉnh hơn một chút về mặt kinh nghiệm chiến đấu. Dù gì thì anh vẫn được Dragon đào tạo là tổng tham mưu quân cách mạng trong nhiều năm liền. Bằng chứng là cần phải có tới 2 đô đốc mới hạ được anh trai của Luffy. Tuy nhiên, thì trong một trận chiến chúng ta chẳng thể nói trước được điều gì. Mình tin rằng với kinh nghiệm và trí thông minh, Sabo vẫn sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. Ken Roblox ETB. Chào thuyền trưởng, cho em hỏi. Câu 1, sau ác Wano thì là ác tổng bộ, thuyền trưởng có nghĩ Sabo thoát nạn hay là giống A2 năm trước? Câu 2, sau ác Wano thì Kaido có bị chính quyền thế giới bắt không ạ? Lại thêm một câu hỏi về Sabo, có vẻ như là anh em đang mong chờ ác Wano nhanh chóng kết thúc để mở ra một trận chiến trực tiếp với cả chính quyền thế giới. Trận đại chiến này sớm muộn cũng phải diễn ra, một phần nguyên nhân sẽ đến từ an nguy của Sabo, kéo theo sự tham gia của quân cách mạng và băng ngũ dơm. Tuy nhiên, không giống A, người mà chính quyền bằng mọi giá phải trừ khử vì anh là con trai vô hải tặc. Sabo đơn giản là một con tin rất là tín để có thể dụ dỗ Dragon
Luffy xa bẫy. Qua đó, Sabo chỉ là một trong những lý do băng mũ rơm lẫn quân cách mạng tiến đến Mary Joyce. Quan trọng hơn, mâu thuẫn giữa họ cùng với sứ mệnh khai mở bí mật thế kỷ trống mới là nguyên nhân sâu xa nhất. Vì thế, mình sẽ không quá ngạc nhiên khi Sabo được cứu. Dù sao, có lẽ bác Oda không thâm địa đến độ cho hai thằng anh duy nhất của bên chính ra đi trong nước mắt. Còn về việc Kaido có bị chính quyền bắt giữ sau ác quan nộp hay không thì còn phải tùy thuộc vào tình hình lúc đấy nữa. Kaido đơn giản là bị đánh bại hay là sẽ có một kẻ khác giết chết ông ta, giống trong trường hợp của dâu đen cướp trái ác quỷ từ tay bố ra. Nếu vậy thì chính quyền chẳng mảy may quan tâm một cái sát chết. Ngược lại, Kaido bị hạ, Luffy cũng thiệt sức. Đây sẽ là một thời cơ tốt cho chính quyền ăn hồi. Bằng chứng là lực lượng Cypherpole do Rob Lucci đứng đầu cũng đã tiến đến đây ngồi mát chờ xung đột. Lúc này, chính quyền mới là phe có lợi nhất, nhưng cũng không loại trừ khả năng một vài lực lượng khác xuất hiện để cân bằng thế trận, từ đó dẫn đến một trận chiến nối tiếp ngay sau Ác Wano. Ace vui. Chào Ace và mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Ace cho mình hỏi, nếu như Big Mom và Kaido mỗi người được ăn một viên thần dược của tộc mình, thì theo Ace, cái kết Wano sẽ như thế nào? 2. Sanji hiện tại không có tên trong hội siêu tân tinh, nhưng sức mạnh có thể đã hơn rất nhiều siêu tân tinh rồi. Vậy theo Ace, thì Sanji có sức mạnh xếp thứ bao nhiêu trong 12 siêu tân tinh, tính cả Sanji? Oai, Big Mom với cả Kaido mà chơi đồ của tộc binh, thứ thuốc kích thích Zoro sử dụng thì thôi rồi Lượm ơi, có mà đắp một cuộc tình cho Liên Minh luôn bạn à. Cơ bản là hai ông bà già đã quá mạnh so với lớp trẻ, cỡ hai ông bà phải giáp 7 viên mới đủ đô. Lúc đấy thì Liên Minh Samurai ắt hẳn sẽ đồng thanh hát vang, xin vĩnh biệt mấy thằng nhóc. Câu số 2, quả thật là Sanji hiện tại đã hơn khá nhiều thành viên trong câu lạc bộ bóng đá 11 siêu tân tinh. Bác Oda không xếp anh vào nhóm này, đơn giản vì nhiệm vụ của anh là bảo vệ các thủy thủ đoàn thay cho Luffy, người sát cánh với thuyền trưởng luôn luôn là Zoro ở tuyến đầu. Nếu bạn để ý, thì Sanji vẫn luôn là một hậu phương vững chắc để bảo vệ những người đồng đội. Với việc hạ gục Queen, thậm chí nói không ngoa, trình độ của anh đã vượt qua Hawkins, Apu và cả Killer, thuyền phó băng đồng nát. Nếu để so sánh, anh chỉ còn thua mỗi thằng Tảo một tí xíu thôi, cùng bộ ba tên thuyền trưởng nòng cốt trong tổ đội này. Tất cả mọi thứ. Anh ơi, anh nghĩ khi Luffy thành vua hải tặc thì giá truy nã là bao nhiêu ạ? Mong được lên sóng. Mình nghĩ người đang nắm giữ con số truy nã cao nhất hiện tại là Dragon, với mức độ đe dọa trực tiếp tới chính quyền của ông ta. Nhưng khi Luffy trở thành vua hải tặc, cậu sẽ là người có truy nã cao nhất và cao hơn nhiều so với Roger. Lý do là bởi thời đại trước, dù Roger tìm ra kho báu One Piece, nhưng sự thật được ghi chép tại Rough Tail vẫn chưa được công bố. Nói đúng hơn là chưa đến thời điểm thích hợp. Phải đúng năm thứ 800 thì vòng quay lịch sử mới được lật mở. Lúc này, khi Luffy đứng trên đỉnh vinh quang, cậu không chỉ trở thành vua hải tặc, người sở hữu One Piece, mà quan trọng hơn hết, cậu sẽ khai mở toàn bộ sự thật bị che giấu, vô tình trở thành một kẻ thù lớn nhất đối với chính phủ. Con số dành cho cái đầu của cậu cả nhà Monkey không thể nào dưới 6 tỷ, đôi khi là chạm mốc 7 tỷ belly cũng không quá bất ngờ. 33 Phạm Đức Tín. Anh ơi, anh nghĩ sức mạnh của King và Queen chênh lệch bao nhiêu phần trăm, có giống như là Zoro và Sanji không? Đây là cặp đôi mà mình thấy tương đồng với Zoro và Sanji nhất từ trước đến giờ. Nó giống nhau cả về tiền truy nã lẫn tính cách của hai người, hệt như bộ đội bằng mũ rơm. Hai tên Okaban không hề ưa gì nhau, thường xuyên lời qua tiếng lại, xem mà tấu hại éo chịu được. Thế nên, trình độ của họ cũng khá là ngang bằng, giống như đầu tảo và tóc vàng. Có chăng thì King mạnh hơn một tí thôi. Còn về sức mạnh của họ so với bộ đôi bằng mũ rơm thì không hề bị ao trình như các bạn nghĩ. Giống như bao phản diện khác, họ thường xuyên chủ quan trước giới trẻ. Chủ quan là một điểm yếu chết người để cho kẻ thù khai thác. Cơ mà cũng phải thôi, một kẻ bị truy nã hơn 1 tỷ 300 củ, đánh nhau với kẻ chỉ vòn vẹn bằng con số lẻ của mình, ai mà không chủ quan được chứ. Trong khi đó, bao mách thú thì thiếu gì những tên 400-500 củ nhóm Tobi Roppo. Thế nên, King và Queen không định tính được hết khả năng của Zoro và Sanji. Nếu như đó là Luffy với 1 tỷ 500 triệu, chúng sẽ nhìn với một con mắt khác. The Straw Hat. Ace cho em hỏi. Câu 1, liệu có ai giúp đỡ Law và Kid đánh bại Big Mom không? Vì hai siêu tân tinh có vẻ yếu thế. Câu 2, vai trò của Brook và Usopp là gì? Liệu họ có thể đánh thức được sức mạnh mới? Câu đầu tiên thì có vẻ là bạn hơi bị đánh giá thấp sức mạnh của Law và Kid rồi đấy. Nên nhớ là ở trận chiến trên óc trước đó, cặp đôi này chưa hề tung hết sức hay là bị thương nặng như Zoro và Luffy. Hai thành viên băng mũ rơm đã làm tất rồi. Đâu phải tự nhiên, Law và Kid lại khiến cho Big Mom chật vật đến vậy. Tự mình thừa nhận bản thân đã không đau đớn như thế trong nhiều năm nay. Thậm chí,
bà còn xuống sát tự ăn tuổi thọ để tăng cường sức mạnh. Điều đó cho thấy thực lực của Law và Kid khiến cho mẹ lớn phải đề phòng bất chắc. Nếu so sánh kèo đấu solo bên trên giữa Luffy và Kaido một chọi một, thì nếu như Law và Kid kết hợp không ăn nổi tứ hoàng còn lại, thì hai thuyền trưởng thật sự quá mất mặt. Mình tin là họ sẽ không có ai giúp đỡ mà phải tự thân đánh bại nữ tứ hoàng. Ý kiến của anh em thế nào? Liên quan đến vai trò của Brook và Usopp, mình đã nhắc khá nhiều trong các chapter gần đây. Brook chưa hề thể hiện có mạnh mẽ ở phần Onigashima, Usopp cũng vậy. Họ giống trợ thủ hơn là một người kết thúc. Ít nhất thì Nami còn kết liễu được Uti nhờ Big Bomb Support. Vậy phải chăng bác Oda đã lãng quên họ rồi sao? Không đâu, đối với hai bậc thánh nhân, một người là đấng, một người là vua linh hồn, làm gì có chuyện ngồi chơi sơi nước. Mình nghĩ Usopp sẽ tỏa sáng ở vai trò một xạ thủ, giúp cho Yamato giải quyết kho đạn dược. Dù sao, tay ngang như con trai Kaido sẽ không biết cách vô hiệu hóa đống vũ khí này. Còn Brook sẽ thật tuyệt vời nếu như ông bảo vệ Robin và chiến đấu với một tên CP0. Ngon hơn nữa là hạ được một tên đeo mặt nạ. Đừng quên, Linh Vương từng chém lạnh sống lưng tứ hoàng Big Mom ở đảo bánh, không đùa được đâu. Happy Everyday. Ed ơi, liệu cuộn giấy của Raizo có đỡ và hấp thụ rồi phản lại được các đòn kết hợp Big Guy không ạ? Theo lý thuyết thì có, nhưng mà cũng chưa chắc. Ở đoạn Cửu Hồng Bao đánh nhau với Kaido, nhẫn thuật thời không của Raizo đã hấp thụ hoàn toàn chiêu Boro Breath của tứ hoàng bách thú và phản kích lại, khiến cho ông ta có lần đầu tiên bị nướng xiên que. Tuy nhiên, đấy là chiêu thức vô hình định hình. Còn đòn kết hợp của Kaido lại là từ chùy và kiếm, đòn uy quốc chứ danh của tộc Elbaf. Nó tạo ra một đường kiếm cực mạnh về phía đối thủ, hơi khác so với dạng lửa, gió hay là sấm sét. Vì thế, mình không dám chắc cuộn nhẫn thuật của Raizo có thể hóa giải được chiêu thức này, bởi vì đơn giản, nó không chứa chakra bên trong để dễ dàng hấp thụ được. Hiếu Nguyễn, đâu là ấn tượng đầu tiên khi anh bắt đầu xem One Piece? Không biết ở đây có anh em nào giống mình không? Thực ra, mình có dịp tiếp xúc với đảo hải tặc từ khá sớm. Cái thời cậu bé cao su còn chiếu trên TV mỗi sáng ấy, kênh gì thì mình quên mất tiêu rồi. Anh em nhớ không nhở? Lúc đấy, truyền hình chỉ mua bản quyền hết phần Baratai, cho nên mình cũng chẳng biết diễn biến tiếp theo ra làm sao. Cơ mà hồi đó thì làm gì có được mạng xã hội để tìm hiểu, xem anime như hiện nay đâu. Tính ra là cũng tầm năm 2006-2007 gì đấy. Cơ may trở lại khi lên lớp 11, mấy thằng bạn cùng chí hướng Sơn Nhân Gao với mình có bàn luận về đảo hải tặc. Khi ấy, anime mới chiếu tới Băng Hà Giáp thôi anh em ạ. Cuối cùng thì mình đã đồng hành với băng ngũ rơm từ đó đến nay, cũng được gọi là có một tí thâm niên. Nói về ấn tượng đầu tiên thì Luffy là người đưa mình tới với One Piece. Thời trẻ trâu ai mà chẳng thích xem một cậu nhóc tự do phóng khoáng, quẩy nát đai hải trình đúng không anh em? Thêm năng lực trá quỷ nghe khá là kỳ diệu. Ôi thôi, mình đã phải lòng One Piece từ đấy. Kỷ niệm đầu tiên của anh em như thế nào? Hãy kể lên bên dưới cho mình biết nhé. Câu chuyện của ai thú vị nhất thì mình sẽ ghim trên phần comment. Nam Nguyễn, cho em hỏi, nếu những ngày đầu A ra khơi mà lấy danh nghĩa con trai của Roger thì sẽ như thế nào hả anh? Ôi câu này thì dễ sơi thôi. Nếu như mà ngày đấy ra khơi với danh nghĩa là con trai vua hải tặc thì A còn cái nịt anh em ạ. Thử tưởng tượng, giọt máu duy nhất của Roger tiếp nối con đường đang dang dở của ông. Chưa kể hải quân là những kẻ muốn giết anh ta nhất. Còn thêm bọn hải tặc sẽ hợp sức bắt giữ hỏa quyền nhằm uy hiếp Rayleigh chẳng hạn. Nói chung, A quyết định che giấu thân phận là điều đúng đắn thôi. Giống như Luffy đến khi đã đủ lông đủ cánh rồi, bác Oda mới cho cả thế giới biết cậu là con trai của Dragon, cháu nội anh hùng Garp. Nguyện Gaming. Câu 1. Nếu như mấy người dùng trái ác quỷ Helosia nếu không chuyển hóa cơ thể thành dạng đó, vậy người đó có thể xài được Haki vũ trang không? Tất nhiên là được rồi. Hầu hết những người thuộc Helosia đều có khả năng sử dụng Haki, bao gồm hai loại Haki cơ bản. Smoker là một ví dụ. Tuy nhiên, chúng ta ít thấy họ thể hiện bởi vì đa số Helosia xuất hiện trước Time Skip. Còn sau Time Skip thì toàn là những cái tên ở dạng trung bình khá. Helosia có một nhược điểm là khi sử dụng năng lực nguyên tố tự nhiên, Haki vũ trang sẽ không có tác dụng. Để có thể sử dụng Haki vũ trang, họ buộc phải trở về nguyên dạng giống như là Smoker đấu với Virgo. Hy vọng câu trả lời này sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn. Ok, trên đây là số hỏi đáp thứ 26, số đầu tiên mở màn cho năm 2022 rực rỡ. Anh em nào chưa được trả lời thì cứ kiên nhẫn nhé, mình hứa sẽ không để ai lại phía sau. Bạn nào mới biết đến Sắp Soi hay là xem lâu năm mà quên đăng ký kênh ấy, vui lòng tặng cho Ed một subscribe cùng với cả một nút like nho nhỏ nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở số hỏi đáp 27. Sayonara! Nóng nóng nóng, băng hải tặc Sắp Soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn.
hãy ghé Facebook search One Piece Sâm Soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Sâm Soi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.